Người ta thường nói đi đâu rồi cũng nhớ về Đà Nẵng, ha? Đi đâu cũng nhớ về Đà Nẵng. Và kính thưa quý vị, chuyện dài ông Nguyễn Bá Thanh vẫn tiếp tục diễn ra tại Đà Nẵng. Hàng trăm người đã vẫn ra sân bay dù được thông tin báo rằng là thời tiết hơi xấu, máy bay không bay về được. Nhưng mà người ta vẫn đứng chờ ông Nguyễn Bá Thanh anh. Tại sao người ta lại đứng chờ đón ông Nguyễn Bá Thanh? Tại sao người ta lại coi ông là thần tượng? Ông bà Hoa này thì không biết bà như thế nào, là một người Bắc làm dâu cho thành phố Đà Nẵng. Bà đã nước mắt nhảy nhụa ra vì bà nói rằng là bà thương mến ông Nguyễn Bá Thanh. Người có thể nói tụy thì ít tiền thì nhiều. Bà tụy thì ít nhưng mà tiền thì nhiều. Và kính thưa quý vị, là đó là những hình ảnh là tối mùng 6 tháng 1 vào lúc 20 giờ thì nhiều người dân đã đều về sân bay Đà Nẵng. Họ gửi xe ở trong bãi hoặc tạm dùng phương tiện vào bên trong để nhìn thấy tận mắt chuyến chuyên cơ chở ông Nguyễn Bá Thanh trở về. Đến bây giờ thì thời tiết vẫn còn xấu hoài, không biết xấu đến lúc nào mới có thể chở ông Nguyễn Bá Thanh Bác, trở về được. tại sao lại người ta lại đi đón ông Nguyễn Bá Thanh? Tại vì thưa với quý vị, ông Nguyễn Bá Thanh được phát hiện và bị bệnh vào tháng 5 của năm 2014. Sau đó là ông được đưa qua Singapore để điều trị vào tháng 6, tháng 7 năm 2014 rồi về nước. Rồi sau khi về nước tháng 8 năm 2014 thì ông được đưa qua Mỹ để hóa trị đó. Hóa trị. Ba đợt, làm ba đợt khác nhau. Chemical đó hả? Dùng chemo đó. Chemotherapy à? Đó. Thì thưa quý vị, hiện nay đó thì tôi đang suy nghĩ là nếu một bệnh viện ở Hoa Kỳ mà thấy ông bị bệnh như vậy là thì làm sao người ta cho ông đi về được? Không, chắc vẫn đi về được vì khi anh còn túi tiền còn nhiều thì phải cho về. Kính thưa quý vị, cái tình cảnh của ông Nguyễn Bá Thanh phải nói rằng người dân họ tha thiết quá. Đến cái độ một bà sư cô, Nico Diệu Nghĩa ở chùa Thái Bình, xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã cho biết rằng là bà sư cô này đã bắt xe buýt và tạm bỏ chùa chiền. Tạm bỏ tất cả Phật tử để ra đón cho được ông bí thư thành ủy Đà Nẵng, tự nhiên là ông Nguyễn Bá Thanh. Và thưa quý vị, ông Nguyễn Bá Thanh đó, theo như cuộc họp báo tại Hà Nội thì có đại diện của Ban Tuyên giáo nè, rồi Ban Bảo vệ và Chăm sóc Sức khỏe Trung ương, gọi tắt là Ban Sức khỏe, người ta đã bác tin đồn là ông bị đầu độc. Người theo như Ban Tuyên giáo và Ban Chăm sóc và Điều trị đó thì nói rằng là đã là đầu độc thì phải có chứng cớ, đằng này không có chứng cớ khoa học để dẫn đến chứng minh rằng là ông ta bị đầu độc. Theo làm sao mà bị đầu độc được? Không thể nào bị đầu được, tại vì người ta không đầu độc ở phía trên đầu mà người ta độc ở phía đuôi. Có thể là bị đầu độc ở phía đuôi. Và kính thưa quý vị, bà Nguyễn Thị Miên đã chạy xe máy hơn 20 km từ xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang để có mặt tại sân bay Đà Nẵng. Không biết, chắc tôi nghĩ là ông này đem nhiều tiền về hay sao, người ta ra có hy vọng nghe có tiền hay sao, không biết, nhiều quá vậy. Biết là khi ông ấy về không còn được vào thăm, nhưng đến đây tôi vẫn mong được nhìn thấy hình ảnh của ông ấy. Wow, thấy cái cảm động quá chưa. Tôi thấy đôi mắt ngấn nước bà Trần Thị Mai Hoa, 47 tuổi, trụ tại đường Huỳnh Ngọc Huệ, phường Thanh Khê, kể rằng bà ta không tập trung đầu óc làm gì lúc này vì mất ăn mất ngủ, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ông Thanh mà thôi. Wow. Thưa quý vị, người dân ở Đà Nẵng biết đến ông Nguyễn Bá Thanh nhiều là vì ông đưa ra một cái chủ trương là 503 có, tức là không có người ăn xin ở Đà Nẵng, không có người nghiện ngập ma túy ngoài cộng đồng, không có nhà ở thì phải làm nhà ở cho người không có nhà ở, bố trí nhà ở cho phụ nữ nghèo đơn thân, đối thoại với cán bộ, những thanh niên hư hỏng. Những phát ngôn của ông làm cho người dân có ấn tượng mạnh như là tôi nói là làm, không có chuyện chạy làng. Người dân ở Đà Nẵng có gì bức xúc thì cứ việc gọi điện thoại cho tôi. Cái gì đó có thuộc về mình thì đừng, cái gì mà không thuộc về mình thì đừng có lấy, đói quá thì đi xin. Làm người thì phải tự trọng. Đó là những phát ngôn của ông mà người dân Đà Nẵng họ yêu mến ông. Tôi nghĩ rằng cái đó thì nó cũng chẳng có gì là vĩ nhân, chỉ có là lãnh đạo quá. Chừng chừng cái chuyện đó là chuyện xảy ra hàng ngày. Làm con người thì như thế này, thế nọ, thế kia. Nhưng cái vấn đề cái chính là làm con người có nên tham nhũng bán đất bán đai, lấy tiền bỏ vô túi mình hay là không? Cái đó mà là cái quan trọng. Nếu mà không bán đất bán đai, nếu mà không tham nhũng thì làm gì có tiền đi Mỹ chứ chị. Cái đó thì phải do anh Nguyễn Trường nói. Ông Nguyễn Bá Thanh theo như tất cả các
người dân thì một số người thôi họ cho rằng đó là một cái dấu ấn Đà Nẵng nhờ ông mà thành phố mới được như bây giờ, thì chắc có lẽ bao nhiêu người ở Đà Nẵng chỉ còn có một mình ông Nguyễn Bá Thanh này làm việc sao? Đấy. À, cả một cái hệ thống tổ chức như vậy, một cái tỉnh ủy lớn lao như vậy mà chỉ có một con người, một cái sự tập thể lãnh đạo là phải do một cái đường lối chỉ huy, có điều này điều nọ điều kia, một tại sao chúng ta lại đi vào một cái chủ nghĩa tôn thờ cá nhân quá kỳ quặc như vậy? Tôi thấy ngạc nhiên vô cùng. Tôi thấy cái vấn đề tin ông Nguyễn Bá Thanh này đó, lúc thì nói về nước, lúc thì nói hoãn lại vì thời tiết xấu, lúc thì người ta ra đó người ta không tin được báo chí trong nước là ông không về nữa, mà người ta nói rằng là cứ phải ra đi đón. Và thưa quý vị, đúng là như Đoàn Trọng nói, người ta tôn thờ ông này hơi quá đáng. Một cá nhân không bao giờ đem lại một cái sự vinh quang phú quý cho một cái dân tộc, mà cả một cái đường lối chủ nghĩa và những cái sự cấu kết làm việc cần cù với tất cả những trí tuệ phát triển, đó mới là những cái nguyên nhân chính để đưa quốc gia đi đến thành công. Một cá nhân của ông thì tôi không hiểu làm được cái gì mà đến bây giờ thì, nếu thật sự, nếu tôi suy nghĩ thôi, lẽ nhiên chúng ta cũng có những vị lãnh đạo rất tốt để có thể để lại cho hậu thế những cái gương mai sau này chúng ta đọc bắt theo, nhưng mà điều đó không có nghĩa một cá nhân để làm như vậy để rồi bao nhiêu người. Nhưng mà kính thưa quý vị, đó là chuyện dài của thành phố Đà Nẵng. Quay qua cái chuyến bay QG8501 thì anh Đoàn Trọng để ý đó, theo như bản tin sáng ngày hôm nay cho thấy là mới sa thải một số những nhân viên làm việc ở trạm không lưu ở tại ngay tại Indonesia trong cái chuyến bay đi từ Indonesia qua Singapore, tại vì hãng Air Asia không được bay cái đường bay đó. Tại vì hãng Air Asia, thưa quý vị, đang có những cái điều tra về vấn đề hồ sơ, những cái hồ sơ về an toàn máy bay của họ đã không được tốt cho lắm, cho nên họ bị cấm bay ở một số những nước Âu Châu nữa, thưa quý vị. Và đặc biệt nữa đó là một số ngay cả tại địa phương họ cũng đã bị cấm bay, nhưng mà vào cái hôm mà máy bay rớt thì cái đường bay đó đáng lý ra là không được bay, mà trạm không lưu lại cho phép máy bay cất cánh bay, và vì thế đâm ngay xuống, gặp trời bão đó thì đâm ngay xuống biển, làm cho ngày hôm nay thì ít nhất là 37 thi thể đã được vớt lên. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta lại trở lại vấn đề ở Hồng Kông. Chắc quý vị cũng đã biết đặc phái viên của chúng tôi là anh Đinh Xuân Thái đã có mặt trong tất cả các cuộc biểu tình tại Mong Kok giống như tại trung tâm. Đến hôm nay thì ông Lương Chấn Anh, người đứng đầu nhà nước của Hồng Kông, đã ra một cái tuyên bố rằng là nếu chúng ta thực sự không muốn thực thi phổ thông đầu phiếu vào năm 2017, điều đó chúng ta không nên làm bất kỳ điều gì đe dọa đến chính quyền Hồng Kông hoặc chính quyền Trung ương. Kính thưa quý vị, nhà lãnh đạo Hồng Kông năm nay đã cảnh báo về khả năng có thể xảy ra các cuộc biểu tình trước một thời điểm đã bước qua trong một quá trình cải cách chính trị ở đặc khu hành chính này. Và ông ta nói rằng Hồng Kông biểu tình cần phải chấm dứt. Sinh viên Hồng Kông không được, nhưng ngược lại, sinh viên Hồng Kông họ cũng vẫn tuyên bố là họ không có chịu lùi bước trước lời tuyên bố của ông Lương Chấn Anh. Chắc quý vị cũng đã biết ông Lương Chấn Anh là đặc khu trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, một trong những người đã được giới nhà cầm quyền Bắc Kinh coi như là một trong những nhân vật then chốt của Hồng Kông, và hiện nay ông rất có uy lực để điều hành cái nhà chính quyền Hồng Kông bây giờ, thưa anh. Vâng, thưa quý vị, quay qua một bản tin ngắn khác từ bên Mã Lai. Mới đây thì cảnh sát của Mã Lai cho biết ít nhất là đã khám phá ra được một cái hộp đêm có 184 phụ nữ bị cầm giữ trong một hộp đêm tại Kuala Lumpur. Mà khi họ giải cứu cái hộp đêm này thì trong số những người bị bắt tại đây thì có 136 là phụ nữ Việt Nam, 17 phụ nữ là phi luật tân, 17 phụ nữ từ Uzbekistan, 4 phụ nữ đến từ Indonesia và 4 từ Thái Lan, 4 phụ nữ đến từ Armenia và 2 phụ nữ Nga. Cảnh sát cũng bắt thêm 15 người đàn ông, và những người này đều cho biết là họ được hứa hẹn để đưa qua Mã Lai để làm việc với lương cao và để sinh sống đời sống tốt. Nhưng mà khi mà họ qua tới đây đó thì bị dồn vào hộp đêm để làm, và đa số là phục vụ nô lệ tình dục. Nhưng mà thưa quý vị, theo như cái bản thống kê mà một năm qua đó, thì từ năm 2012 thì cảnh sát đã bố ráp được 42.788 lần những cái hộp đêm, và hầu hết gần 3.500 phụ nữ Việt làm việc ở trong những hộp đêm đó là phục vụ nô lệ tình dục. Chắc anh Nguyễn Trường cũng biết vấn đề trao đổi, vấn đề tình dục bằng tiền bạc thì cái điều đó nó đã là một cái thông lệ xảy ra ở khắp nơi trên cái hành tinh này. Cái vấn đề người ta nói là kẻ mua hoa rồi
ăn bánh trả tiền, đó là cái chuyện mà có thể nói rằng lẽ dĩ nhiên điều đó không ai muốn tiếp tục xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên điều đó nó đã xảy ra, hiện tại chúng ta phải chấp nhận sự thực tuy vậy. Tuy nhiên cái điều mà chúng ta cần nói đến đó là giá trị và nhân phẩm của người phụ nữ. Và cái giá trị nhân phẩm của người phụ nữ ngày hôm nay đã được tất cả các cơ quan, đoàn thể, tổ chức họ bảo vệ một cách rất là, có thể nói rất là tích cực. Bởi vậy tất cả có những trẻ em nhỏ hoặc những người vì điều kiện nào đó chúng tôi không cần biết, và chúng tôi biết họ đã bị sa vào con đường và sau đó bị những tên ma cô ma cạo dẫn đi và đưa vào vào lầu xanh này qua lầu xanh kia, và ở đó tước đoạt đi quyền khi giá trị của con người, nhân phẩm của con người, thì điều đó đã trở thành một cái tệ nạn ở Malaysia, và trong đó nạn nhân là người Việt chúng ta rất nhiều. Kính thưa quý vị, sự đau đớn đó đến với tất cả mọi người, đặc biệt là những người dân nghèo khổ tại miền Tây. Ngày hôm nay họ đã bị mua bán như những cái trao đổi, những cái vật, và có chứ không phải là giá trị của con người nữa thưa anh. Vâng, ngày hôm nay thì có một cái tin buồn, thưa quý vị, chia sẻ đến cùng với quý vị là chuẩn tướng Trần Văn Nhật, cựu tư luận sư đoàn 2. Chắc có lẽ chút xíu thì chúng ta sẽ có đôi lời với chuẩn tướng Trần Văn Nhật, và quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.